Đại lễ Phật Đản thông qua các lăng kính góc nhìn khác nhau cũng để lại những cảm xúc riêng biệt. Để đưa tinh thần Phật Đản đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các em nhỏ, chùa Phước Quang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm nay tiếp tục tổ chức lễ rước Đức Phật Đản sinh cho các em thiếu niên nhi đồng, mang lại không khí rộn ràng nơi làng quê yên bình. Hàng trăm em nhỏ đã có mặt tại chùa Phước Quang, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Không giống ngày thường các em đến chùa, mà hôm nay bạn nào cũng mặc đồ thật đẹp, đầu đội vòng hoa, tay ôm hình mẫu Đức Phật Đản sinh với dòng chữ Mừng Phật ra đời. Việc tổ chức lễ Phật Đản cho các em thiếu niên nhi đồng tại chùa Phước Quang được duy trì nhiều năm nay, mang đến niềm vui, sự háo hức cho các em mỗi dịp tháng Tư về. Như năm nay là các bé tham dự đông hơn và các bé từ việc trang trí cho mình hình ảnh đẹp nhất. Đặc biệt năm nay thì lễ rước Phật không phải là trong khuôn viên chùa mà còn đi ra ngoài đường của thôn xóm để cho bà con được hân hoan hơn và có biết về cái ngày lễ Phật Đản và đền lễ được Đức Phật. Bên cạnh đó là có những bài giảng rồi là những câu hỏi nói về lịch sử Đức Phật cho các bé biết được ngày đản sinh. Chư Tôn Đức cùng các em nhỏ rước Phật qua các thôn làng. Đoàn rước đi đến đâu là không khí rộn ràng đến đấy. Có thể nhiều bạn còn chưa biết Phật là ai, Phật ra đời từ đâu, khi nào, nhưng vẫn dành cho Ngài sự tôn kính đặc biệt và thấy thích thú khi tham gia hoạt động như vậy. Con cảm thấy rất vui khi được tắm Phật ở chùa Sư Cô. Con ước con sẽ được đi tắm Phật trước, vì con ước tắm Phật sẽ cho mình học giỏi và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Không quá cầu kỳ, lễ rước Phật dành cho các em thiếu nhi là mô hình hay nên được nhân rộng. Nếu có ai hỏi các em rằng Phật Đản trong mắt em là gì, thì chắc là những hình ảnh tươi đẹp này. Bên cạnh đó, đến chùa ngày này, các bạn nhỏ còn được thưởng thức buffet chay, gieo duyên lành, lối sống xanh. Ban tổ chức cũng muốn lan tỏa cái đại lễ này đến với tất cả các ngôi chùa trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như là trong và ngoài tỉnh, hãy tổ chức những cái chương trình lễ Phật Đản mộc mạc đơn sơ, nhẹ nhàng thôi, nhưng nó gắn liền với tuổi thơ và để cho các bạn có cơ hội đến với cái đại lễ Phật Đản để hiểu hơn về con đường về Đức Phật và con đường giác ngộ của Đức Phật, để rồi từ đó các con kết duyên với Đạo Phật, với Tam Bảo, để rồi tu tập và cho bản thân của mình ngày một tốt hơn, ngoan hơn, giỏi hơn và hiếu đạo hơn. Tuổi thơ của các bạn nhỏ là những năm tháng tươi đẹp đáng nhớ nhất. Đạo Phật chẳng ở đâu xa mà gần gũi ngay xung quanh. Chính những hoạt động ý nghĩa như này đã nhen nhóm ươm mầm bút sen non để lớn lên các em trở thành người có ích, làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời.